giọng của mình thiệt á, đâu có nhép đâu. Vãi, giọng ta vậy mà kêu nhép. À, hát không nhẹ là cái gì? À, mới vô bài đó hay sao? Mà bà dễ thương nãy vô hát sao ta? Nó hát lại nữa. Rồi em vẫn mơ về một món nắng bên nhau. Vết tàn nhạc lăn tàn chảy đổ trên đôi má ông. Đó, trời ơi không? Tao nói nhép, chứ người ta nhép. Gửi cho anh. Rồi sao lại fan cỡ mình nhiều dữ vậy? Khỏi anh. Đâu rồi, anh Tuấn với anh Bảy đâu rồi? Nói quanh hát giọng cởi mi mà về sao? Hồi đó rồi, không thấy không? Nói sáng sao không tự hoài người ta vậy, chốt tiền. 12 cái tên nữa mình sẽ tặng các bạn một rương nữa nha. Các bạn là chưa share, các bạn share đi nha. Ủa anh là khởi động, chúng cỡ mi đúng rồi đó, mình là khởi động. Chắc ai đó sẽ về. Ok. Vậy của anh hát bài chắc ai đó sẽ về, mẹ yêu sẽ tặng quà cho của anh phải không? Đây, của Sơn Tùng. Chắc ai đó sẽ về, biết. Đó, đây là những phút giây nhẹ nhàng lại. Bộ mic này khoảng 2 triệu mấy nha em. Tặng các bạn ca khúc Chắc ai đó sẽ về. Sẽ sang rồi. Ủa sao sai sai? Sao tự nhiên nè? Nó có nhạc ngộ vậy? Đây 210 xe con rót hả? Wow ghê vậy. Kìa 210 xe con rót rồi mọi người. Trời nãy giờ tôi muốn nhập ghê mà tôi không nhập cái nào. Anh tìm đôi nhân, anh tìm quá khứ, nhớ lắm kia anh và em. Trời anh yêu thương ấy, xin người hãy về nơi đây. Bàn tay yêu ớt cô níu em mơ lại. Những giọt nước mắt lặn dài. Trong mơ